Thưa quý vị, những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân bằng chính những việc làm rất thiết thực. Qua đó, giữ vững bền chặt mối quan hệ máu thịt quân dân. Vâng, hình ảnh người lính quân hàm xanh đã trở nên gần gũi với người dân, tô thắm thêm những phẩm chất tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Phẩm sự sau, mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về những việc làm ý nghĩa này. Hôm nay, cán bộ của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An cùng với chính quyền địa phương đến thăm em Lê Thị Nhung. Với gia cảnh hết sức khó khăn khi bố mất sớm, mẹ làm ăn xa phải sống với bà nội. Nhung là trường hợp được bộ đội biên phòng nhận giúp đỡ thông qua chương trình nâng bước em đến trường từ năm 2016. Hàng tháng, từ khoản đóng góp của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, em được nhận 500.000 đồng để mua đồ dùng học tập cũng như phục vụ sinh hoạt. Khoản tiền tuy chưa lớn nhưng là tình cảm của những người lính quân hàm xanh, qua đó giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Dạ, cũng cháu cũng cảm ơn các chú khi để giúp đỡ cháu. Cháu mong muốn thời gian tới vẫn được các chú giúp đỡ để cháu vượt lên khó khăn trong cuộc sống và học tập. Trên địa bàn có rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh trên địa bàn. Thì với sự giúp đỡ nhiệt tình của hai đơn vị biên phòng thì chúng tôi rất là ghi nhận và cảm ơn chân thành. Qua đó là góp một phần giúp đỡ cho các em vươn lên trong học tập và vượt qua khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Còn đây là trạm quân dân y biên phòng A Đớt, huyện vùng cao A Lưới, giáp với nước bạn Lào. Kể từ khi có trạm xá của biên phòng, bà con địa phương đỡ phải đi lại xa xôi. Trạm còn khám bệnh cho bà con chiến sĩ phía bạn Lào hoàn toàn miễn phí. Hình ảnh những người lính quân hàm xanh mặc áo blue trắng đã trở nên gần gũi, thân quen với nhân dân tuyến biên giới Việt Lào hôm nay. Chúng tôi làm nhiệm vụ ở biên giới, vì huyện mình thì xa xôi nên đau ổn thì cứ qua với bác sĩ biên phòng Việt Nam thăm khám. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có thể nói, công tác an sinh xã hội là một trong những điểm sáng của lực lượng bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Điều đó lại càng rõ nét hơn từ mặt trận phòng chống dịch COVID-19 cho đến việc hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai với bữa khó khăn sau mưa lũ. Lực lượng bộ đội biên phòng đã tổ chức tiếp nhận và trao tặng 2.290 suất quà với tổng trị giá gần 800 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn hai tuyến biên giới. Cùng với các phong trào nâng bước em đến trường, con nuôi bộ đội biên phòng, các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức ý nghĩa lấy người dân làm trung tâm. Giúp các xã biên giới giảm nghèo, tích cực giảm nghèo. Cái thứ hai là tiếp tục thực hiện cái nâng bước các em tới trường. Đây là một cái chương trình có thể nói là rất có ý nghĩa nhân văn mà bộ đội biên phòng hiện nay đang triển khai thực hiện tốt. Cái thứ ba là chúng tôi tập trung triển khai thật tốt cái nhận con nuôi của đồn biên phòng, nhận con nuôi của biên phòng để triển khai thực hiện tốt cái nội dung này trong cái thời gian tới. Cùng với cả quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế đang ngày đêm bám dân, bám địa bàn với những hoạt động ý nghĩa thiết thực. Và chỉnh sự ra đời của luật biên phòng Việt Nam sẽ là hành lang pháp lý vững chắc để các chiến sĩ quân hàm xanh làm tốt vai trò của mình, trong đó có công tác an sinh xã hội.